Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Chiều nay thì Khánh ở nhà cũng rảnh rỗi xong công chuyện hết trơn rồi đó. Thì mẹ Khánh có sợ cho Khánh hai khước cá để Khánh đem xuống dưới nhà chú Năm thăm chú Năm đó. Thì chú Năm làm gì ăn thì chú Năm làm. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng đi xuống dưới thăm chú Năm với Khánh đó. Thì hôm nay Khánh ở nhà Khánh đi ra đi vô thì Khánh thấy là mấy cây bông này dung trồng nè, dì ba dung trồng ngay có bông rất là đẹp. Bông này là hình như là bông cúc bảy màu á, tại vì nó có rất là nhiều màu, màu cam, màu vàng đó. Màu này là màu đỏ nhưng mà cái cây này thì nó si, nó không đẹp, không tốt. Còn đây là cây bông trang hồng cánh sen. Hôm trước Khánh mua hai cây về tặng cho mẹ, nhưng mà từ ngày dời cái cây mai qua đây thì nó mới tổ bông đó. Nay nó ra bông nhỏ, bông lớn nhiều lắm, thì nó ra lần lần chứ nó không có ra một lượt. Tại vì cái này là Khánh để tự nhiên chứ Khánh không có xịt thuốc gì hết. Đằng này cũng vậy, hồi sáng này anh Út mới vô nhà bẻ dừa cho nên là có mấy cái buồng dừa nằm đây. Đây là cây mai hồng cánh sen, nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất là đẹp luôn. Thôi bây giờ thì Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng Khánh đi xuống nhà chú Năm đi tí. Hai chị em mình đi. Dì ba Dung thì vô nhà làm công chuyện rồi. Đường xuống nhà chú Năm thì nay hơi bẫy, lý do là hai bữa nay thì nước mới vừa bò lên bờ cho nên là hơi ngập, rất là dơ đường rất. Tí bữa nay tí đi với Khánh nè. Chị Khánh thích nước ngập không chị? Hồi nhỏ chị Khánh khoái nước ngập lắm. Mỗi lần mà nước ngập á, chị Khánh được tắm tắm ở trên bờ á, chạy tới chạy lui tượt ba te rồi. Mới vừa nước á, mới vừa ngập thiếp thiếp bờ thôi, nghĩa là nó chưa bò lên khỏi mặt bờ là Khánh đã ra Khánh dọc nước rồi. Dọc hồi mới đầu thì chỉ ướt cái giò khúc mắt cá thôi, khúc mắt cá tải xuống thôi, cái dọc dọc hồi cái ướt tới đầu gối, ướt tới đầu gối thì dọc dọc hồi nữa ướt cái bạch á, ướt cái bạch là biết ướt nguyên cái đít ướt cái bạch, ướt nguyên cái đít cái hồi là bắt đầu nước lên cao, nước lên cao khỏi bờ từ từ. Rồi hồi xưa Khánh nhớ là đất ở nhà xung quanh nhà Khánh rất là thấp nhá, thì mỗi lần mà nước ngập lên cao á là lên cao tới đầu gối á, có thể là lên tới đầu gối của Khánh luôn á, đầu gối mà Khánh lúc Khánh còn nhỏ á nha, Khánh nhớ là như vậy á. Thì dọc dọc từ từ thì nước hồi nó bò lên cao luôn, mình không có hay, tới hồi mà hay lại là ướt nhẹp nguyên cái mình mẩy hết trơn. Cần khoái tắm dũng không? Em cũng khoái mà nước ngập á. Đi đường nó bẫy rồi nó cơn té nữa. Từ không khoái hả? Chứ tắm thì em khoái. Khoái tắm rồi nha, khoái tắm nước ngập đúng không? Còn sợ đi đường dơ phải không? Hồi nhỏ hồi đó Khánh học lớp 11, 12 Khánh đi học là mấy cây cầu đan á, đường Khánh đi ra ngoài lộ á, hồi đó Khánh đi mấy cây cầu đan đó là chưa có làm bằng cầu đan mà đi bằng cây cầu gòn. Hồi đó nước ngập á, ở cây cầu gòn mà đụng cây cầu gòn mà mình để nó còn sống á thì nó lên cái cây, rồi cái cây đó nó cứ sống hoài, nó nằm ngang nó làm cây cầu nhưng mà nó vẫn còn sống. Còn gặp mà mấy cây cầu gòn lúc đó là cây cầu gòn bắt ngang mà gặp cây cầu gòn nó chết, nghĩa là nó khô lại rồi đó, nước ngập nó nổi phình lên luôn đấy. Ôi ơi, đi bước lên một cái ha là nó lắc, nó nghiêng, nó lăn á, nó lăn cái cây tại vì nó cao nhộng lên luôn mà. Xong là té cái đùng xuống luôn, ướt hết bộ đồ áo dài. Ở bên em hôm bữa nó cũng ngập rồi, tôi cầu vậy á. Dạ. Tôi đi mất tiêu. Cái cầu nó trôi đi luôn á. Cái dừa mà bắt cầu nó còn trôi. Chú Năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dũng này của chú Năm nè, là chú Năm làm hòa sàn nước, nó có cây cầu, cầu đan, bước xuống bước lên rất là tiện lợi, rất là thuận tiện. Thì hồi năm rồi, sắp Tết thì Khánh với mẹ, dì Hương xuống cái Dũng này xúc tôm. Tại vì thường thường những mấy cái tháng Tết thì những cái tháng này nè, tháng này đi cho tới Tết thì rất là tôm cá vô Dũng vô sông rất là nhiều, tại vì nó đi theo con nước á, nó đi theo nước ngập á, nó vô đó. Rồi cũng có một số nó đã sống luôn ở trong Dũng thế, cho nên là nó bự luôn. Nhưng mà hồi năm rồi thì mấy chị em với mẹ Khánh xuống xúc thì không có con nào hết trơn á, tại vì cái Dũng của chỗ Năm nó sâu với lại nó lạnh quá. Thường thường thì những cái Dũng mà có mấy cây máy dầm gì nè thì tôm nó khoái ở đó, nhưng mà cái Dũng của chú Năm á là nó lạnh quá, cho nên là tôm nó không chịu ở. Không biết là năm nay có hay không. Chú Năm thì chú đâu có xúc được đâu, rồi không có ai xúc hết trơn. Bữa thằng Đức nó về, bữa em Khánh á, là con của chú Năm nó về thì Khánh nói Đức á là Đức ơi, nước sắp mặn lên rồi mà cha thì ổng bệnh vậy đó, rồi tụi cưng con sắp xếp để mà bơm nước vô mấy cái vô cái cống nè, vô mấy cái lưu cho cha để nước mặn lên á, thì mình có cần xài nước á thì mình cũng có nước mình xài. Thì Đức nói là em bơm xong rồi, bữa đó em ra là em bơm cho cha rồi, Đức đi lên Sài Gòn rồi. Kỳ gì nữa hả? Chú Năm ăn cơm với gì vậy? Cá điêu hồng hả? Điêu hồng. Cá điêu hồng ai kho cho chú Năm vậy? Chú kho hả? Rồi học dịch nữa hả? Bên đây là học dịch với đây là học dịch nè. Ai mua chú không biết. Còn đây là tế bầu. Tế bầu sớm. Chú Năm mua tế bầu hả? Hôm nay chị hôm nay Khánh quay bữa chú Năm bệnh á, rồi có chị này chị ở bên Mỹ, chị thấy chú Năm bệnh mà có một mình nè, rồi chị này chỉ thấy chị thương nên là chỉ nhờ Khánh gửi cho chú Năm một phần quà, đó là số tiền 500.000 để chú Năm mua đồ ăn ăn cho khỏe. Đây là số tiền 500.000 của chị Khiết. Chị Khiết dạ, chị Khiết bên Mỹ. Chú nói lên này cũng là tại các bạn vậy ha. Dạ. Đồng nào đã nói chú đầu sổ mình dạ. Thấy vừa bọng nước nôi, không biết nào mặn đâu, chứ nước ngầm mặn mà chưa mặn. Dạ. Nào mặn nó mặn, nhưng giờ việc gì tới thì vừa đã treo nhận chịu thôi. Chú Năm em gửi lời cảm ơn chị Khiết, và em cũng cảm ơn chị Khiết rất là nhiều. Chị Khiết đã có một tấm lòng yêu thương thương vì đồng quê, cũng như là yêu thương luôn những người thân xung quanh em, những người khó khăn xung quanh em nữa. Trong mấy ngày hôm nay thì chú Năm em không có được khỏe, nhưng mà nay thì em ra em thấy chú Năm cũng khỏe rồi, cũng đi tới đi lui kéo lá dừa được rồi, em rất là mừng. Thì em cũng cầu xin ơn trên ban phước lành, ban bình an, ban thêm sức khỏe, và đặc biệt là ban thêm tài chánh dư dật trên gia đình của chị Khiết, để sau này gia đình của chị có nhiều điều kiện giúp đỡ những người khó khăn khác.
Em xin cảm ơn chị. Thành thật cảm ơn chị Khét có tấm lòng nhân ái giúp đỡ những người bệnh hoạn khó khăn. Tí ăn khế không tí? Cưng cưng hái tới khế đó, cưng đếm kìa nó bao nhiêu khí rồi, chị thấy quá chừng khí luôn kìa. Đây rồi chị. Khánh đứng từ xa thì Khánh thấy cái trái khế này nó nhiều khí quá chừng luôn. Mà không biết là nó có mấy khí á. Rồi nay nó ra bông quá chừng luôn nè. Đó, nó ra bông chừng chừng luôn. Hả? 6 khí. 6 khí hả? Chị Khánh coi kìa. Ôi, trái khế này 6 khí chừng. Bên đây bị thối nè. Chắc là khế này khế chua, chua, chua lắm á kha tí. Ha, nhìn đẹp ha, cái khế nhìn đẹp ha. Nó màu cam đậm luôn. Mình chắc chua lè luôn, cắn thử đi. Ngọt. Ngon hả? Ủa vậy hả? Ngon hả? Coi chú Năm nè tí. Coi ông Năm nè. Ông có gốc lá dừa, ông kéo lá dừa, ông tính là độn luôn cái dũng này nè. Mà ông độn lần lần. Nghĩa là từ cái tâm này ông độn ngược tới ga. Coi ổng nào ổng sắp xếp nè, con gàn ngăn nắp dễ sợ không? Kỹ á. Ổng kỹ dễ sợ ha. Thì ở nhà Khánh, cô Sáu Khánh nói với là ở nhà là chú Năm chú rất là kỹ tính. Hồi xưa tới giờ luôn. Tại vì chú bệnh cho nên là cỏ mới vô tới nhà cái khúc bên đó. Và khúc bên đây cũng vậy, tại vì chú Năm bệnh chứ hồi xưa từ hồi nhỏ tới lớn luôn, theo Khánh biết là cái giường của chú Năm nó sạch còn hơn là cái nhà của mình đó, là nó rất là sạch sẽ. Tàu dừa chú Năm động á thì cái đầu nằm tông và cái đuôi nằm chính giữa, thì ở bên kia cũng vậy, cái đầu nằm phía bên kia và cái đuôi quay lại chính giữa, nhìn gọn gàng ngăn nắp hắn tí. Chị Khánh, chị Khánh làm gì cũng không, chị Khánh cũng không biết dọn vậy nữa. Ông Năm ổng dọn hay chứ, ổng đi kéo ở đằng kia nữa kìa, không biết ông Năm ổng dịch dừa chưa. Ủa chú Năm giật vừa chưa chú Năm? Chú Năm giật vừa chưa ạ? Rồi hả? Được nhiêu tiền hả chú Năm? Tháng này chú Năm bẻ được nhiêu tiền? 3 tháng. 3 tháng mà bẻ được nhiêu? 3 tháng được 4 triệu 2. 3 tháng được 4 triệu 2. Mượn tiền trước ra. Dạ. Mượn tiền trước trước rồi trả nợ. Trả nợ lại. Trả nợ lại. Hả? Không còn. Hả? Rồi chú Năm chú mượn tiền trước rồi trả nợ lại thì 4 triệu 2 đó cũng không còn được nhiêu. Đó. Này chú Năm tầm mấy cái tắc này nè. Chú Năm 3, 4 triệu 2 mà 3 tháng. Dạ. Vườn ở quê của Khánh thì hầu như là đất ai cũng bị nước ngập hết, chứ không phải là riêng đất nhà Khánh. Chú Năm mới vừa khỏe vậy là bắt đầu là cũng đi làm. Mặn lên nữa thì cũng năm tới chết. À, chừng nào xài Khánh ra Khánh chặt chú Năm. Chú Năm hỏi Khánh là ở tổng có xài tầm dông không đó. Đây là cái đường dây điện đó. Khánh câu từ ở trong nhà Khánh ra đây cho chú Năm xài. Nay cũng chắc được 2 năm rồi đó, năm mấy gì đó. Thì mỗi tháng Khánh trả tiền điện cho chú Năm luôn. Khánh nói chú Năm để Khánh trả tiền điện cho chú Năm, tại vì mình chú Năm thì xài cũng không có nhiêu tiền điện hết á. Nên là Khánh trả cho chú Năm để cho chú Năm đỡ lo. Có tiền bẻ dừa thì để chú Năm chú uống thuốc. Chú Năm ăn ủng hả? Chú thuốc
Trước nay là vô ngủ được, mình đi 2 giờ vô ngủ được, có bữa là 3 giờ. Ừ. Là này khám lại rồi. Vậy bữa nữa đi khám bệnh nha chú Nam. Được không? Chú Nam. Hả? Vậy bữa nữa đi khám bệnh nha. Đâu ơi, chú đi có ai trị được không? Chứ là lần chính vô trong đi từ khoắn vô trong bác sĩ khoắn đi. Phấn mẹ rơi lá mấy ở trên diễm trên bị cắn máy không à. Hả? Bệnh mà không có máy lóc. Nhưng đại nay nhìn cái đâu có biết. Vậy bữa nữa chừng nào đi khám thì chú Nam nói Khánh lo cho chú Nam đi khám. Đi khám được bao nhiêu tiền chủ yếu là tiền thuốc đó. Dạ. Thì mà bữa nào đi nha. Á. Thì đi thử coi sao. Thì đi ai chở chú đi? Thì Khánh có người chở cho chú Nam đi. Khánh lo cho. Ai chở? Có thằng em Khánh nó chạy xem đó em kìa, mà nó chạy được để Khánh nói nó chở chú Nam đi, nó biết. Thế nào chứ đi thì chú Điệp. Dạ. Thì chú Nam đi thì chú Nam vô. Ta thể người bị cái đường ruột này kia nọ ngủ loạn chú lận như hư tên bộ rồng hư đó, nó chú bị nhiễm độc. Hả? Bên này nó vô nó chạy được không? Vậy nha. Ừ. Bữa nào Khánh chú Nam đi được á thì chú Nam nói cho Khánh hai rồi Khánh lo Khánh sắp xếp cho chú Nam đi. Túng bác sĩ tốt cho chú Nam. Khánh về luôn anh Khánh không? Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Chiều nay thì Khánh Vi á ở nhà, lý do là hôm nay là có dịch cho nên là Khánh quyết định cho Khánh Vi nghỉ học tạm thời. À, thì chiều nay Khánh Vy xách xe đạp nó chạy vòng vòng ở ngoài đường đi nè. Ở ngoài đút Khánh Vy ăn cái gì vậy? Cúc đủ màu đẹp nghe không? Hả? Cúc bảy màu á gì hơn? Sữa chua quên. Quên chú hả? Tưởng ăn cháo chứ. Ăn cái cháo rồi nhờ giữ đòi ăn cái này nè, lúc này. Vừa. Có ăn gì vậy, ngon không? Có ăn ngon không? Đụng mẹ. Ngày sáng này anh ốp mới gì giật dừa nè. Thì sáng bữa nay mình bẻ được nhiêu dừa mà? Chưa đến còn bán 5 tấm à. Nghe đốt đấy ít hơn dính dừa. Mặn nhiêu chục được dừa? 4 nhân 5 2 triệu hả? Ừ. Được 2 triệu một tháng. Dùng á. Anh nói 2 triệu. Chết tháng này chết. Xài không đủ. Ngoại ông đi dạo ngoại không biết đó. Con ôm mà ngoại không có bắt hơn đó. Trời ơi, chó cũng ra đây chơi luôn. Vừa coi mấy con chó thật luôn. Nói với ai, có một mình. Đâu? Khánh Vy, hồi nãy con ngồi kiểu làm sao, con làm sao? Ngồi xe con ngồi kiểu, con nhìn như làm sao? Làm sao đây mẹ coi coi. Đâu? Hồi nãy con mỏi cái đầu quá. Nãy con mỏi cái đầu quá hả? Trời ơi, nhức đầu hay gì con? Cái bông chuối này sắp đổ rồi nè.
chú này xin xin với Trà Vinh về trồng á. Mấy cái này Dung Dung xin ở với Trà Vinh nè. Nay có bao nhiêu? Được 3 cây sắp tổ bông, 2 3 sắp tổ bông. Còn mấy cái cây này là Dung xin ở dưới sinh hợp hồi nãy về trồng luôn. Nhưng mà có điều là nó nằm chỗ này cho nên là nó rất là còi cọc. Nó chỉ khoái đất có sỏi đó đá thôi. Gái ơi,